Chào tất cả anh em thợ nha. Thì hôm nay thì mình có một con xe này của anh khách, thì anh được nghỉ, anh cũng đi kiểm tra ở rất một hai chỗ ở trong hãng rồi. Đây là con LED 125 này anh em này. Thì anh này anh cũng xem cái video ở trên kênh YouTube của mình, thì anh cũng có qua cửa hàng, thì anh nói là đi qua chỗ hãng và qua một số chỗ kiểm tra thì người ta bảo không bị vấn đề gì, thì không thấy khói. Thì anh khách cũng nói là đi một thời gian ngắn là nó hết dầu và đi nó rất là khét nhá. Thì đây mình tháo ra mình kiểm tra, nó bị ngấm dầu cả ở bên điện, ngấm dầu ở đầu bò này. Thì mình kiểm tra thì con này trước là thợ người ta đã làm, người ta đã bôi keo rồi đây anh em này, ở Doang Quy Lát rồi đây này, có làm rồi. Nhưng ở trên này thì củ bơm thì không bôi, không biết có bôi không thì mình không biết, nhưng thì trong củ bơm thì mình nhìn không rõ lắm, nhưng ở ngoài doang này thì không bôi. Cái này thì không quan trọng lắm, nhưng cái vấn đề là nhiều anh em thợ, ví dụ như cái lúc anh em thợ mới thì sẽ không hiểu là cái củ bơm này lúc tháo ra, ví dụ như nếu anh em biết rồi thì anh em tháo ba con ốc này thì anh em cậy ra lựa dần thì không sao, nhưng nhiều anh em không biết thì mới lần đầu tiên thì nó sẽ rất là chặt nha. Nhiều anh em không biết thì cứ gia công đóng thì nó sẽ vỡ ngay, vỡ ngay cái bường này. Thì đây là cái vấn đề của nó là đang bị đây anh em này, anh em nhìn kỹ nha. Đấy, anh em nhìn kỹ cho mình nha. Đấy, nó đang bị có vấn đề ở đấy rồi. Thì giờ mình sẽ chia sẻ luôn là cái vấn đề mình cũng nói ở trước, những cái video trước có làm về phớt, thay phớt nước mát ở trong củ này. Thì nhiều anh em tháo ra hay bị gãy cái vòi này nhá, em thợ mới lên lưu ý. Nếu anh em nào chưa xem video trước của mình thì lên lưu ý nhá. Thì giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra và tháo, nếu anh em tháo để thay phớt thì tốt nhất anh em tháo luôn cả két là theo đường ống này luôn. Giờ mình sẽ tháo cho anh em nhìn luôn nhá. Thì mình cũng tháo dần tương đối ra đây rồi. Anh em làm hơi đầu bò thì anh em nên tháo ba ốc này cho mình, và tháo hai con ốc trên cái đường bơm nước này, ống bơm nước. Cái lối này nó nhỏ, nó rất dễ gãy anh em nha. Lối nhỏ này cực kỳ dễ gãy luôn, anh em nên lưu ý cho mình. Anh em phải đưa ra cùng nhau, nó sẽ tránh tình trạng bị gãy. Này là em ở người ở Nam Định nhá, thì vừa mang cho mình, hôm nay là mùng 2 tháng 9 thì em này thì cũng nghỉ, thì mang cho mình kiểm tra luôn. Các anh em thợ mới vào nghề cần rất là lưu ý nhá, lựa thì lựa theo cùng nhau nhá. Đây là con này là đã làm rồi, thì lựa nó rất là dễ thôi, lựa rất là đơn giản anh em ạ. Nhưng những con mà chưa làm thì cái củ bơm này nó rất là chặt nhá. Đây mình quên còn một cái ống to này, anh em phải tháo cái ống to này ra trước. Nhiều anh em thợ làm lâu nhưng không để ý hoặc là ít làm máy nhá, thì sẽ rất hay bị cái tình trạng như vậy. Đây anh em tháo theo cả mảng này cho mình nhá. Ok, trước thì anh thợ trước cũng có bôi keo rồi, nhưng mình nghĩ là đóng lệch thì nó có vấn đề nhá. Đây bây giờ mình sẽ tháo luôn cái bường này xem nào.
vấn đề chảy dầu ở đâu là lắc nhất nhé. Dòng 125 này nếu anh em biết rồi làm rất là dễ, nhưng nhiều anh em thợ mà mới làm xe chưa làm bao giờ, anh em sẽ tháo cái củ này, củ bơm nước mát này rút ra sẽ rất là mệt. Vấn đề của nó là nó bị chảy ở đây anh em nhé, bắt buộc anh em phải cho keo vào đây, nhưng con này trước tung ra thì không bôi keo lại rồi. Con này thợ trước người ta làm, người ta cậy nó bị tung ra, bình thường thì nhiều con thì nó vẫn dính rất là chặt ở trong này, nó không bị vấn đề gì cả, nhưng con này là bị cái tình trạng là cậy tung ra nhưng nó bị mất cái gioăng ở đây. Thì anh em thợ trước không để ý thì cứ lắp lại, giờ nó chảy dầu nhá. Giờ thì có ban bệnh mới nào mình sẽ chia sẻ lên cho anh em nhá. Bệnh là chỉ đơn giản anh em lưu ý ở cái mẩu nhôm này nhá. Rồi ok anh em nhá.